Qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, trong 6 tháng đầu năm 2024, các sở giao thông vận tải địa phương đã xử lý, thu hồi phù hiệu đối với hơn 18.000 xe vận tải vi phạm tốc độ. Hiện cả nước có khoảng trên 900.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, truyền dữ liệu về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thống kê từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024, các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 18.100 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần trên 1.000 km trở lên, chấn chỉnh nhắc nhở đối với gần 190.000 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam.